Cầu treo Hen Gỉ đứt cáp gãy trụ từ nhiều tháng qua nhưng vẫn không được sửa chữa và hàng ngày vẫn cõng hàng trăm người dân cùng các em học sinh qua sông đến trường. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có ở miền xa xôi nào đó nhưng lại đang diễn ra tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ghi nhận của nhóm phóng viên Giao thông An toàn. Cầu treo này có tên gọi là cầu 19 tháng 5. Nó được xây dựng từ năm 1987, nối liền hai phường Trung Hưng và Quang Trung của thị xã Sơn Tây. Do ít được sửa chữa, bảo dưỡng, nên hiện nay cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cáp treo đứt, thanh dầm mục nát và có thể đổ sập xuống sông Tích bất cứ lúc nào. Biết rằng là như thế này rất là nguy hiểm, nhưng vẫn phải đi không còn vì các cháu đây đi học với trường nó ngay đây, bây giờ đi vòng đằng kia 6-7 cây số, rất là khổ. Tất cả mọi người dân và mọi người qua lại ở cái qua con cầu này ấy, là của 3 phường, của một trường hữu nghị, của một xí nghiệp và của các cái trường học sinh cấp 1, 2, 3 ở bên này đầu cầu. Mặc dù sắp đổ, nhưng hàng ngày cầu vẫn cõng hàng trăm người dân và các em học sinh qua sông đi học. Bởi vì đây là tuyến đường ngắn nhất, tiện lợi nhất từ phường Trung Hưng đi sang phía trung tâm thị xã Sơn Tây. Là nếu mà đi đường vòng này là đi ở đây mất 10 phút thì ngoài kia phải mất gần một tiếng. Gấp 5-6 lần, nó vất vả. Dân chúng tôi bây giờ thì chỉ có yêu cầu nhà nước là làm nào bố trí mà sửa được cho chúng tôi đi. Bây giờ sống ở giữa thành cổ, cho sống ở giữa thủ đô mà cuối cùng, đấy các anh nhìn xem có khác gì coi như bán đảo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Hưng cho biết, cầu 19 tháng 5 được xây dựng từ lâu nhưng không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Cộng với lưu lượng người qua lại ngày càng nhiều, nên đến ngày 15 tháng 7, cầu đã bị cong nứt, gãy trụ cầu bên tổ dân phố 9 Trung Hưng. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thị xã đã có văn bản chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị và Ủy ban Nhân dân phường Trung Hưng tiến hành bịt tôn, dựng biển cảnh báo và cấm người dân qua lại. Song bất chấp lệnh cấm, hàng trăm người dân vẫn đi qua mỗi ngày. Như hiện nay là bà con nhân dân trong địa bàn phường là cũng rất là bức xúc liên quan đến hiện nay là do là một là mùa mưa bão, thứ hai là các cháu thì đã chuẩn bị vào bước vào năm học mới thì cũng mong là các cấp cùng với các ngành quan tâm đến địa phương cùng để tu sửa cho cái cầu. Ủy ban thành phố cũng có văn bản giao cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì trong cái việc là nghiên cứu thiết kế và lập cũng như là hoàn thành các công việc khảo sát thiết kế cái công trình cầu này trong tháng 8. Và song song với việc đấy thì đồng chí lãnh đạo Ủy ban xã đã chỉ đạo giao cho một cơ quan quản lý của thị xã lập cái phương án để thiết kế cải tạo sửa chữa cái cầu này để đảm bảo an toàn đi lại cho bà con. Hiện nay cả nước có gần 2.000 cầu treo, trong đó có hơn 800 cầu treo hư hỏng, xuống cấp. Cầu treo là giải pháp đi lại tiết kiệm, hiệu quả với nhiều khu vực. Bộ Giao thông Vận tải đã lên phương án sửa chữa, cải tạo các cầu không đảm bảo an toàn. Nhưng cầu treo 19 tháng 5 tại thủ đô lại không nằm trong danh sách. Cầu treo 19 tháng 5 sẽ ngày càng già nua theo năm tháng. Nhu cầu đi lại của người dân cũng sẽ ngày càng tăng. Do đó, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xây dựng hoặc cải tạo lại cầu, để người dân không phải phó mặc sự an toàn của mình vào sự may rủi khi qua cầu.